Ok, xin chào tất cả anh em nha. Video này mình sẽ dẫn cho tất cả anh em ghép cái link affiliate từ một dự án Boy Sơn. Chị, đây là một dự án rất là một cái tiềm năng. Khi tất cả anh chị mà được level F2 thì tất cả anh chị sẽ nhận được 800 đồng cho anh chị. Đây là một dự án rất là tuyệt vời. Tuy các anh chị nào mà có vốn ít nên làm cái dự án này anh chị để xây dựng một cái hệ thống cho vững mạnh anh chị rồi. Anh chị bấm vào một add future ra nè, còn chị bấm vào dash browser nè. Khi tất cả anh chị đăng ký hoàn thành thì nó sẽ có một giao diện gì, anh chị bấm vào mục for server nè. Tại có nhiều anh chị thì cái đơn giáp thì quá dễ rồi, còn nhiều anh chị nào chưa biết thì nên làm ngay. Rồi anh chị có đăng ký tài khoản anh chị chỉ bấm login vào thôi. Rồi anh chị bấm vào join nè. Rồi em đã thiện được một ghép là tự động nhảy về 3S rồi nghe các anh chị, là nhận được 100 đồng cho nè. Rồi sau khi anh chị copy cái đây là link ghép của tất cả anh chị đây thì xuống hệ thống nè, anh chị tuyển là 4 người 3 người thôi là anh chị được level 1 là nhận được 100 đồng cho, level 2 là anh chị nhận được 2 đồng cho nghe các anh chị, 200 đồng tròn 400-800 thì cứ hệ thống cái lên hoài này tất cả anh chị. Anh chị lên nhận chừng nào mà đến level 15 tất cả anh chị sẽ bà 10 triệu tròn, 10.976.000 tròn. Vậy video kết thúc nha tất cả anh chị. Chắc được 7 tỷ.